vuông tròn tam giác có lẽ là câu chuyện hot nhất trong tuần vừa qua. Khi chúng ta lướt New Fish trên Facebook thì có thể thấy vô vàn những bài chia sẻ về phương pháp dạy cho các em học sinh lớp 1 học theo sách công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Và điều này sẽ không có gì đáng nói khi có một số bạn vì chưa hiểu rõ hay là chưa biết vì sao trong sách của các em lại xuất hiện những hình khối vuông tròn tam giác mà đã lên tiếng phản đối cách học này. Vậy thì ngay bây giờ Ngân Hà muốn mời các bạn, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ý kiến của những người đã từng được học sách công nghệ giáo dục cách đây 10 năm trước tại trường tiểu học thực nghiệm Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt, để xem thử các bạn nói gì về sách công nghệ giáo dục này nha. Và Ngân Hà tin chắc rằng không ít các bạn đang ngồi trước màn hình đây cũng đã từng được học phương pháp tách lời thành tiếng này. Hồi nhỏ thì mình rất là may mắn khi mà mình được học trong môi trường với lại là những cái giáo trình công nghệ thì nó rất là tốt với mình cũng như là với mấy bạn trong lớp. Tụi mình có thể nhận diện được chữ, phân biệt được tiếng và một cách rất là nhanh chóng. Thường thì tới 2-3 tuần thì tụi mình sẽ biết được là đâu là âm đầu hay là âm cuối của một mặt chữ. Mình thì đã học cái sách công nghệ giáo dục này từ hồi lớp 1 rồi. Và cái sách giáo dục này thì nó mang lại hiệu quả rất là tốt. Mình có thể học ghép âm, học chữ, học vần, ghép tiếng rất là dễ dàng, dễ nhớ chữ. Em trai mình đang học lớp 3, cũng học trường Lê Quý Đôn, cũng đang theo học cái giáo trình sách công nghệ giáo dục này. Và em nói là học cái gì rất là dễ học, không có khó học mà học viết vào rất là nhanh. Em học chữ, học như vậy phát âm ra rất là tốt. Mình thấy là cái sách này thì nó rất là giúp ích cho học sinh và bố mẹ mình. Mình học tốt, bố mẹ mình cũng muốn cho em theo học trường để có việc học tốt hơn. Điều đó có nghĩa là nếu sách giáo khoa Đại Trà dạy chữ viết trước, thì với sách công nghệ giáo dục, các bạn lại được dạy về âm trước. Bởi do thuận theo tự nhiên, thì chúng ta biết nói trước khi biết viết. Ký hiệu mỗi tiếng, tức đơn vị ngữ âm hoàn chỉnh được phát ra bằng hình tròn, hình vuông hay tam giác, là để nhận biết nếu mắt nhìn thấy 8 tiếng, thì miệng cũng phải phát ra 8 tiếng, 8 âm thanh. Hình khối cũng chỉ là vật thay thế cho vật thật, tức là âm thanh. Và quan trọng, đây chỉ là những bài học của tuần học đầu tiên mà thôi, trước khi học sinh thực nghiệm bắt đầu học cụ thể về mặt chữ, rồi mới học về nghĩa. Do vậy, với những sự hiểu lầm rằng trẻ em bây giờ chỉ cần nhìn vào những hình khối là đã đọc được một câu thơ, câu ca dao, các bạn đã từng được học phương pháp tách lời thành tiếng, đã có những phản biện và lời giải thích rất chặt chẽ. Đầu tiên thì mình phải nói cái vấn đề là cái chương trình này nó không phải là mới đây, mà nó đã có từ cách đây cũng khá là lâu rồi, từ hồi mà sách giáo khoa của chúng ta dùng còn là sách được viết bằng tay và được xuất bản không có in máy mà viết bằng tay. Thì khi mà cái công nghệ giáo dục này nó trở lại và nó học rộng rãi trên toàn quốc thì có những các bạn cũng có những lời lẽ nó không được tích cực lắm. Mình nói như vậy là bởi vì trước đây bản thân tôi đã từng được học cái công nghệ giáo dục đó rồi, và học cái công nghệ đó thì nó giúp cho mình khi mà nhìn những cái ô đó thì những cái âm, cái tiếng của mình nó không bị dính với nhau, mình nhận mặt chữ nó sẽ dễ hơn và mình học chữ nó cũng nhanh hơn so với là học chương trình bình thường. Nếu nghiên cứu kỹ sẽ thấy từ các hình khối vuông, tròn và tam giác, các bạn ấy đã được học những điều mới mẻ, những điều chưa từng được biết. Và quan trọng hơn, đây là một cách học phát âm giàu tư duy hình ảnh. Và chính vì nó mà hầu hết các bạn đều khẳng định rằng mình phát âm tiếng Việt rất nhanh. Mỗi khi nhìn vào một tiếng, trong đầu các bạn ngay lập tức sẽ hình dung mô hình này và có thể phát âm được ngay. Nhờ đó, khi viết văn, câu văn cũng gãy gọn hơn rất nhiều. Cái chương trình đó nó sẽ giúp cho mình có một cái tư duy tốt hơn. Làm văn thì nó sẽ chặt chẽ hơn, cũng như là nó sẽ tạo ra một không khí thú vị, tươi vui cho một cái lớp học. Đến thời điểm hiện tại, với những thông tin mà chúng ta đã được tiếp cận trên báo chí, có lẽ mọi người cũng đã và đang công nhận cách dạy này của sách công nghệ giáo dục. Bởi thực tế, từ chương trình này đã đào tạo ra rất nhiều những con người tài có ích cho xã hội.
và sắc màu tuổi Tin mong rằng Tin chúng ta trước khi chưa hiểu rõ một vấn đề gì đó, hãy đừng để cái miệng nhanh hơn cái đầu các bạn nhé. Và các bạn hãy nhớ rằng một nửa của sự thật thì không phải là sự thật.